Vâng, hello tất cả các bạn. Thì nếu như em quên anh, bộ phim tiếp theo của đạo diễn trẻ Lục Vân đang là bộ phim được rất nhiều các bạn mong chờ bởi tình tiết hấp dẫn, cảnh quay đẹp. Và Du học Tân Đại Dương luôn đồng hành cùng ekip trong một số các cảnh quay. Vâng, và chính vì điều đó thì có thể bắt gặp được rất nhiều hình ảnh hết sức là tự nhiên và đáng yêu của các bạn diễn viên. Và không để cho tất cả các bạn chờ lâu nữa, giờ đây hãy cùng với Bảo Trâm xem qua những khoảnh khắc đáng yêu đó nhé. Lần tiên cho bao chàng trai ngẩn ngơ thân thờ xin làm quen. Sáng thứ sức thế sao đẹp hơn hôm qua, khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tan tan tan. Phun môi rơi cơ phải rằng em đang yêu, ông dưng hiền từng cười một mình vô vơi. Bước xuống phố trái tim rộn vang hân hoan, hát câu yêu đời mỗi khi em nghe son hồng yêu dân yêu. Em thơ ngây biết đâu chàng đang mê say, sắc môi em hồng hồng phố ly nghi lơ. Và em sao hồn nhiên xinh như lần tiên, cho bao chàng trai ngẩn ngơ thân thờ xin làm quen. Sáng thức giấc thế sao đẹp hơn hôm qua, khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tan tan tan. Phun môi rơi cơ phải rằng em đang yêu, bỗng dưng thiên thần cứ một mình vu vơ. Bước xuống phố trái tim rộn ràng hân hoan, hát câu yêu đời ngay khi em lại sàn hồng yêu dân. Chàng đang mơ say, sát môi em hồng, hồng phố ly nghênh lơ. Xin chào các bạn, mình là Chí Thành, mình hiện đang là diễn viên, người mẫu của nhóm Mugo. Hiện tại nhóm tụi mình đang quay một bộ phim Nếu như em quên anh của đạo diễn Lục Vân. Thì mình cũng được đảm nhận một cái vai này thì hết sức là hài hước, mà cũng một chút xíu gì nó khờ ngu. Cái tóc là biết rồi đó. Các bạn nhớ đón xem. Thiên một mình. Bước xuống phố trái tim rộn vang hân hoan, hát câu yêu đời dù khi em lại sàn hồng yêu dân yêu. Em thơ ngây biết đâu chàng đang mê say, sắc môi em hồng hồng phố ly nghênh lơ. Vâng, và vẫn còn rất nhiều hình ảnh hấp dẫn. Vì vậy các bạn nhớ bấm subscribe Du học Tân Đại Dương để có thể theo dõi thêm nhiều bí mật phía sau hậu trường của Nếu Như Em Quên Anh nhé các bạn.